Còn phát bóng điểm đầu tiên trận chung kết đã thuộc về Hùng Sơn 1-0. Biên hai của Lương Ca. Bóng chạm chắn ra ngoài, điểm bóng cho Xuân Thủy 1-1. Vâng, nhanh chóng không hiểu ý cơ hội phản công. Huy Hoàng biên 4 trang không phải, biên 2 đó là Đức An chưa ra điểm. Pha tấn công chạm chắn, cầu thủ đã vào thay vị trí của Hoàng Bính. Đức An phát bóng bay vào vị trí của Toàn Lết, biên 4 đẹp rồi, chuyền quá đẹp. Pha chắn của Toàn Lết chưa thoát được. Cơ hội phản công ai đây? Huy Hoàng. Quá đẹp. Pha mổ bóng. Bóng sát sân, phần sân của Xuân Thủy. Hơi thu. Huy Hoàng vẫn đục chắn thành công. Cầu thủ bật rất nhẹ. Xuân Thủy đánh bóng tốt, điểm bóng Xuân Thủy. 5-3 cho Xuân Thủy. Đây là Toàn Hết hơi thu. Ra điểm, một pha tấn công vào hàng rào chắn đôi. Hùng Sơn đánh bóng tốt, điểm bóng đó là Hùng Minh Sơn. Châu và Bùi Hải. 4-5 cho các cầu thủ đương kim vô địch Hùng Sơn. Đã có chấn thương và phải ra nghỉ. Như vậy thì trận chung kết sẽ cân bằng hơn. Hai đội đã cùng bảng D, bảng tử thần, đã loại những đội bóng như là Nuông Răm, Kim Lập. Phát bóng bay, chuyển một pha bóng ra tay rất nhanh của Huy Hoàng. Đi sói bích đỏ. Vâng, đôi giày của thương hiệu VSD là cày bê tông có đế giữa giảm chấn không đau gối, đã được rất nhiều các cầu thủ chuyên nghiệp cũng như là bóng chuyền phủi lựa chọn. Đó lại là Lương Ca bật rất tốt và tấn công dọc biên thành công. Một pha tấn công đẳng cấp của Lương Ca, không nhìn thấy tay chắn đâu. 9-6 cho Xuân Thủy. Cầu thủ chạy trong hay nhất của Kim Bôi với những pha tấn công giữa lưới hiệu quả. Lương Ca. Lương Ca đang thi đấu rất hiệu quả. Tỷ lệ tấn công ăn điểm của Lương Ca đến thời điểm này của trận chung kết là 100%. Ăn điểm 100%. Hai giáp em ra nghỉ. Thay vào đó là chuyền hai số 9 Đức Cường. Thay giáp em bay biên rất tốt. Vâng, một đường chuyền bay biên thuận lợi cho Huy Hoàng ở vị trí biên 4. 15-17. Minh Châu phát bóng. Phát bóng bay vào vị trí của Quang Tiệp. Hơi thu, Toàn Lết xử lý sao? Chúng ta cùng chờ xem quyết định của trọng tài. Quyết định của trọng tài là bóng ngoài sân. Điểm bóng 18 đều. 18-14, 4 điểm liên tiếp của Xuân Thủy khi ban huấn luyện rút chuyền hai giáp em ra thay vào phát dọc biên đây. Đúng vậy, phát đúng vào vị trí chủ công Toàn Lết. Tấn công nhanh của Tiến Đoàn chưa được, phản công của Huy Hoàng rồi. Huy Hoàng quá đẹp. Đường chuyền vừa rồi là quá đẹp, phòng thủ sáu lùi của Đức Huy. Lần thứ 3 của Toàn Lết. Vâng, lần này thì Toàn Lết phóng xa beng rồi. Một pha dướng người phóng xa beng từ biên 4 của Toàn Lết. Thời giao đang thi đấu bóng chuyền có chiều cao tốt nhất của Kim Bôi, 1m88 chưa tính dày. Tấn công xuyên chắn của Lương Ca sau khi hội ý. 21-22 cho Xuân Thủy. Đấu cực kỳ tự tin với những pha ra tay tấn công dứt khoát anh em ạ. Quang Tiệp vẫn ra điểm. Cầu này là hai cầu thủ vào thay thế đang ở hàng trên. Quang Tiệp số 8 và Đức Huy số 5. Phạt bóng bay rất khó chịu. Huy Hoàng chuyền 1 chưa được ổn lắm. Đức An bỏ bóng, cơ hội kết thúc trận đấu. 3-3 của Toàn Lết không phải. Đó là Quang Tiệp. Pha tấn công dài. Lương Ca phá chắn rất mạnh, cái chân không nổi rồi, nỗ lực cứu bóng bằng chân của các cầu thủ Hùng Sơn không thành công. Điểm bóng cho Xuân Thủy 23-24. Hùng Sơn có rút oxy ở hiệp đấu đầu tiên được hay không? Ai là người rút oxy? Vẫn là Quang Tiệp. Thành công thôi. Đó là pha tấn công từ biên 2, chủ công vào thay thế Hoàng Bính ở tư thế bắt buộc. Rất bản lĩnh. Cầu thủ trẻ chủ công Quang Tiệp. 25-23 kết thúc hiệp đấu đầu tiên. Đương kim vô địch xã Hồng Sơn tạm dẫn. Các cầu thủ xã Xuân Thủy 1-0. Hai đội đổi sân để thi đấu tiếp hiệp đấu thứ hai. 0-0. Chuyển một tốt của Bùi Hà. Anh Quân. Vâng, bây giờ thì quá nhớ anh Quân rồi. Pha tấn công xuyên chắn của Minh Châu. Số 2 có phải Minh Châu anh em ơi? Đây mình vẫn nhận được những thông tin cung cấp đến. Chuẩn. Ý là khung hình có ổn không? Vẫn à, và tấn công xuyên chắn.
Tiến Đoan không qua được. À, lọt càng rồi. Hùng Sơn đánh bóng tốt. Tưởng là gà không lối thoát nhưng mà bóng vẫn lọt càng của Bùi Hải. Điểm bóng cho Hùng Sơn 3 đều. Toàn hết, cực kỳ tự tin. Một pha bật tại chỗ tấn công bằng cù tay quá mạnh của Toàn Lết. Điểm bóng cho Hùng Sơn 5-4. Vâng. Anh Quân, số 11 Tiến Đoan và chuyền hai Linh Con. Anh Quân chưa được. Tiến Đoan chưa được. Xử lý của Lương Ca. Ba hàng sau đi Toàn Lết. Không phải, quá nhanh. Cái tay giật cực kỳ tốc độ của Tiến Đoan. Cái tên Tiến Đoan trước đó chưa lâu là một pha chắn bóng không lối thoát. Vừa rồi là một pha tấn công quả. Hoàng Bính 10 thì anh Quân 9.9. Tấn công nhanh. Xuân Thủy anh em nhé. Và bây giờ hiệp đấu thứ hai là 11-7. Chứng tỏ Xuân Thủy thi đấu cũng cực kỳ đẳng cấp anh em ạ. Chỉ thiếu may mắn một chút ở những thời điểm cuối thôi. Phá chắn thành công của Văn Hà. Điểm bóng cho Hùng Sơn 8-11. Đấu chung kết phải diễn ra trong vòng 4 hiệp. Nhưng mà mình thích trận này diễn ra 5 hiệp cơ. Cái tay trái của Toàn Lết mang về điểm thứ 11 cho Hùng Sơn. Bóng chạm chắn ra ngoài 11-13. Cứ ngồi thôi nhưng mà đừng kỳ vào. Vâng, pha tấn công xuyên chắn của Minh Châu từ biên 2. 16-13 cho Xuân Thủy. Minh Châu phát bóng. Cái chân của Toàn Lết vẫn còn. Đức An, Huy Hoàng tấn công xuyên chắn 18-13. Và bây giờ là khoảng cách lớn nhất, khoảng cách 5 điểm. Hiệp đấu thứ hai Xuân Thủy đang dẫn lại với khoảng cách 5 điểm 18-13. Hơi thấp. Toàn Lết vẫn tấn công ra điểm. Bóng khó thì Toàn Lết đánh bóng dài ra thì hiệu quả. Bóng đẹp thì Toàn Lết hay thích đánh cắm và thường là vào hàng rào thiết lập chắn của Xuân Thủy. Bùi Hải phát bóng 23-16. Anh Quân phá chắn rất mạnh. Điểm bóng cho Hùng Sơn 17-23. Vòng 4 hiệp, nhiều nhất là 5 hiệp anh em ạ. Văn Hà phá chắn thành công. Điểm bóng Hùng Sơn 18. Hết lực và trước khi trận chung kết diễn ra thì bị chuột rút rồi. Đang ngồi ngoài. Phá chắn thành công. Đó là Minh Châu sau khi tấn công cũng bị chuột rút anh em ạ. Điểm cho Thủy 25-18. 25-18. Anh em phải biết 3 ngày hôm nay thời tiết tại Kim Bôi là quá khắc nghiệt. Hai ngày hôm nay thi đấu liên tục trên 3 sân. Đội Hùng Sơn phát bóng 0-0. Linh Con phát bóng. Chuyền một tốt của Huy Hoàng. Tấn công dài của Đức An. Phản công Bùi Hà. Chắn bóng ra ngoài. Pha chắn bóng của Lương Ca rất gọn gàng nhưng bóng ra ngoài một chút xíu thôi. Cô dâu. Phạt bóng lá vàng rơi rất khó chịu của Linh Con. Một pha phạt bóng lá vàng rơi ăn điểm trực tiếp. Điểm Hùng Sơn 3-0. 3-0 cho Hùng Sơn. Lương Ca phá chắn rất mạnh. Bên Hùng Sơn ở hiệp đấu thứ 3 thì có idol Hoàng Bính trở lại. Còn bên Xuân Thủy thì cũng có sự trở lại của Lương Ca. Thay cho vị trí của Lương Ca là cầu thủ số 3 nhưng mình không biết tên. Tấn công nhanh đó là Hữu Hà. Không phải Tiến Đoan anh em ạ. Và ra tay rất gọn gàng. 7 năm cho Hùng Sơn. Nhà đương kim vô địch dài 26. Chồng lao của Toàn Lết. Điểm bóng cho Hùng Sơn 9-6. Thủ công thi đấu hiệu quả nhất giải đấu. Điểm bóng 9-7. Hơi thấp. Hoàng Bình sang bóng cơ hội phản công. Ai đây? Pha tấn công chéo sân của cầu thủ mới vào thay người số 3. Anh em comment cho mình số 3 của Xuân Thủy tên là gì với anh em, cả họ tên anh em nhé. Hả? Hoàng Nhân à? Ok, cảm ơn. Phong thủ 6 lùi của Huy Hoàng. Này Toàn Lết 3-2 đi. Không phải, biên 4 của Hoàng Bính. Liên tiếp pha lã Đại Bác. 3 hàng sau cho Toàn Lết phát xem nào. Xem đẳng cấp của Hùng Sơn lên tiếng. Đúng là 3 hàng sau. Bỏ bóng. Và pha tấn công 3 hàng sau nhưng mà lại nhảy bỏ nhỏ của Toàn Lết. Mang về điểm thứ 10 cho Hùng Sơn 17. Tiến Đoan phát bóng. Tú Mèo chuyền một tốt, bỏ ngay hai chuyền. Vâng, Toàn Lết này giật mình rồi. Đó là pha bỏ ngay hai chuyền đẳng cấp của Đức Cường. Là Bùi Nhân hay Hoàng Nhân?
và mình gọi là Bùi Hoàng Nhân đi. Ba chắn Hoàng Bính. Hoàng Bính phá chắn thành công. Của fanpage thì mọi người ấn vào mọi người nhá. Ấn vào thì khi nào fanpage like sẽ có thông báo từ fanpage gửi đến thông báo tự động vào Facebook cá nhân để mọi người xem. Quá đẹp. Còn pha ném gạch của Văn Hà bật rất nhẹ nhàng. Là idol Hoàng Bính cầu phát bóng ăn điểm rất dài. Và lần này đó là Đức Tin. Pha tấn công ở vị trí số 3. Những pha phát bóng bay dọc biên, đúng là như vậy. Chuyển một tốt của đội trưởng Lương Ca. Huy Hoàng, lần này thì Huy Hoàng đã gắt hơn rồi. Bóng đã bạt chắn Hùng Sơn ra ngoài. Có qua lưới không? Qua lưới rồi. Và rơi trực tiếp trong sân. 25-14 kết thúc hiệp đấu thứ 3. Hùng Sơn chiến thắng và tạm dẫn 2-1 qua 3 hiệp đấu. Hai đội sẽ đổi sân để thi đấu hiệp đấu thứ 4. Bóng 0-0. Và Quyền Minh cũng trở lại trong đội hình của Hùng Sơn. Và tấn công xuyên chắn đầu tiên của Bùi Văn Hà. Đó là Đức Tin. Xoáy đầu đàn trắng đỏ đã có pha tấn công nhanh giữa lưới. 1-3 cho Xuân Thủy. Trong một năm nay thi đấu thành công rất nhiều giải đấu và chưa một trận đấu nào là cuộc gì không đi giày của thương hiệu VSD. Hết Trung Trì rồi đến Sói anh em nhé. Anh em mà nhìn thấy Quốc Duy một trận nào đó mà không đi giày VSD thì bảo mình VSD. Quốc Duy có chia sẻ là cháu bật cao, đâm ra tiếp đất phải những đôi giày êm thì cháu mới tự tin để cháu bật hết sức. Và bằng chứng là anh em thấy dạo này Quốc Duy thi đấu rất khỏe, những pha bật nhảy hết tầm, rơi xuống đất không ngại gì cả. 28/8 lên nhà thi đấu huyện Mai Châu quay đi chú. Ok, để chú sắp xếp nhá. Đó, toàn lết đi Sói đầu đàn Bích Đỏ có một pha tấn công chéo sân 5-6. Mà phong cách của Văn Hà chuẩn bị phát bóng đây là mình rất thích nhá. Thi đấu cực kỳ điềm đạm. Một người hùng thâm lặng của Hùng Sơn trong rất nhiều giải đấu. Tấn công tốt của Bùi Văn Hải. 7-5 cho Xuân Thủy. Quả không qua lưới, quả ra ngoài thì không nói, nhưng đây 4 quả đều không qua lưới. Trồng lao của Hoàng Bính, bóng bung chắn ra ngoài. 3 người theo chắn Hoàng Bính, không thành công. Điểm bóng cho Hùng Sơn 7-9. Nhưng khoảng cách là 5 điểm thì không có cơ hội bật đến thời điểm này. Hiệp đấu đầu tiên thì Xuân Thủy dẫn với khoảng cách 4 điểm. Nhưng để Hùng Sơn bật ngược trở lại trong hiệp đấu thứ 4 để dẫn dắt Xuân Thủy. Hoàng Bính quay lại. Đó là pha tấn công sở trường ở những... Trận đấu trước đó đặc biệt trong bán kết với thị trấn Bo, Hoàng Bính đã có khoảng 3 lần tấn công trong vạch 3m từ biên 2. Điểm bóng trên sân đang là 12 đều. Bóng trong sân, đó là pha tấn công từ vị trí số 3 của idol chủ công Tú Mèo. 3-4 năm, Lương Ca phát bóng. Đục chắn thành công của Toàn Lết. Toàn Lết vẫn đang là chủ công thi đấu hiệu quả nhất tại giải này. Đề đó là Trúc Chi VSD. Biên hai của Tú Mèo vẫn thi đấu cực kỳ hiệu quả. Tú Mèo hiện tại đang là cầu thủ thấp nhất trên sân. Có Đế giữa giảm chấn, thấp mà bật cao, cũng như Hữu Hà này. Hữu Hà cũng không cao lắm. Sang bóng, lại là Toàn Lết rồi. Tiến Đoan là cái chắc. Toàn Lết không chắn và tấn công về y. Bù chắn không kịp được. Tú Mèo chỉ khoảng 1m65. Toàn Lết là 1m88. Tổng số 4 của Xuân Thủy trận chung kết này thi đấu không được hiệu quả. Và vừa mới nhắc đến Huy Hoàng thì đó là một pha tấn công chiến thuật lao lên thành công. Vâng, một chắn thì Huy Hoàng tấn công ra điểm rồi. 16 đều cho Xuân Thủy. Số 1, cảm ơn Quách Đạt, cảm ơn Hiếu Võ, cảm ơn Hà Coi. Bóng lọt càng và điểm bóng lúc này là 18 đều. Phạt bóng an toàn. Chuyển một tốt, Huy Alonso đã vào sân. Pha tấn công nhanh của Quyền Minh, bật rất cao của Quyền Minh. Vẫn Toàn Lết phóng biên hay là Hữu Hà? Toàn Lết. Pha vừa rồi phải nói là pha phóng xa beng cắm sân của tay ném lao Toàn Lết. Một pha phóng lao phóng xa beng thành công. Cầu thủ trẻ 2K5 tài năng của bóng chuyền Hùng Sơn.
Huy Hoàng tấn công vắt phần mặt khéo tay. Điểm bóng cho Xuân Thủy 23-21 bóng. Sói đỏ đen phát dọc biên rất khó. Toàn lết chuyển qua đẹp, tấn công xuyên chắn và điểm bóng cho Hùng Sơn 23-24. Này, Lương Ca biên 4, Bùi Hải tấn công giữa, vỡ chuyền một rồi. Huy Hoàng 2-4 đều rồi chăng? Hoàng Bính chắn bóng thành công, người chắn bóng thành công đó là Đức Tin. Một pha khóa chéo thành công. 25-23 hiệp đấu thứ tư. Xuân Thủy thắng lại qua 3 hiệp đấu thì hai đội đang hòa 2 đều và bây giờ phải bước vào hiệp quyết thắng 15 điểm. Bình số 9, Văn Hà số 10 Hoàng Bính, chuyền hai Lincoln và libero đó là Huy Alonso. Còn cầu chuyền đẹp để lấy lại cảm giác và tâm lý. Chuyển một tốt rồi, Đức Quyền chuyền đẹp lên, tấn công ra điểm. Quá hay đó là Đức Tin. À, chữ viết tắt của cày bê tông ấy. Biên hai của Tú Mèo. Một pha tung cánh như đại bàng tấn công chéo sân. Mỗi lần Tú Mèo bật lên mình lại lo tại vì thấp mà bật rất cao. Cô ơi mày đá nào. Hay lên để lan tỏa bóng chuyền hòa bình, bóng chuyền kim bôi đến với toàn bộ các cầu thủ thi đấu phong trào cũng như chuyên nghiệp được biết một trận đấu nội bộ của kim bôi. Số 1 Tú Mèo đang dẫn với khoảng cách 2 điểm bên kia. Hoàng Bính, vâng, pha bóng này là pha bóng ném gạch rồi. Một pha bóng tấn công thẳng sân rất chắc tay của Hoàng Bính. 7-8. Vâng, thắng thì thật sạch, đã thưởng nóng 5 lít luôn rồi. Một chuyền thuận lợi biên 4 cho Văn Hà. Vẫn là Hoàng Bính bên ai, 2 đà. Tấn công thành công. Pha phóng ai lao chéo sân của Hoàng Bính. Điểm bóng là 9-10. Thành phố Hòa Bình nữa. Trở lại với trận đấu 11-10. Huy Hoàng chuyền 1. Lương Ca biên ai không phải. Đó là Đức Tin. Và tấn công cắm sân của Đức Tin 11 đều. Vâng. Toàn lết. Pha chắn thành công. Và điểm bóng cho Hùng Sơn 12-11. Quá hay luôn, vào sân thi đấu tỷ lệ ăn điểm gần như 100%. Huy Hoàng thì rất khó qua ba chắn. Vẫn pha chắn thành công. Chưa được. Hoàng Bính. Toàn lết. Đẩy bóng. Bật tại chỗ Toàn lết. Tấn công thành công của Toàn lết. Vâng, cầu thủ, vâng. Anh em thấy cổ động viên đã nhào lộn trên sân rồi. Vâng. Cổ động viên đã nhào lộn trên sân. Đấy. Quá hồi hộp. Mess boy. Bóng rơi tự do không phải. Toàn lết. Vẫn còn. Lần thứ 5 của Toàn lết còn sức không? Vẫn còn. Trọng tài đã quyết định.